Xuân Nha kính gửi lời chào đến tất cả quý vị đang theo dõi chương trình Thời sự ngày hôm nay do Xuân Nha thực hiện. Trước khi bắt đầu chương trình, Xuân Nha kính chúc quý ông bà, quý bác, quý cô chú, anh chị em luôn được khỏe mạnh. Cảm ơn tất cả quý vị rất nhiều đã chọn YouTube channel của Xuân Nha để theo dõi chương trình Thời sự. Và cảm ơn quý vị nhiều lắm đã bấm like cho Xuân Nha, để lại bình luận chúc lại cho Xuân Nha. Xuân Nha có đọc hết bình luận của quý vị và Xuân Nha cũng sẽ thả tim cho tất cả quý vị. Để mở đầu chương trình ngày hôm nay, quý vị ơi, hôm nay chúng ta có những thông tin rất là vui liên quan đến vấn đề ba la của cái đảng Cộng sản Dân chủ. Nhưng mà trước tiên thì cho Xuân Nha thông báo là Tổng thống Trump hiện nay đang có buổi vận động tranh cử thứ hai trong ngày ở ngay tại tiểu bang Wisconsin. Và ngày hôm nay là một ngày rất là đặc biệt dành cho Tổng thống Trump khi mà ngài đi đến tiểu bang Wisconsin để vận động tranh cử. Sáng nay thì Tổng thống Trump đã đi vận động ở tiểu bang North Carolina. Đây là những tiểu bang chiến địa quan trọng, quý vị. Nhưng mà một điều đã xảy ra vào ngày hôm qua mà làm cho tất cả những trang mạng xã hội phải bị bùng nổ luôn, quý vị, bởi một lời tuyên bố của ông Joe Biden. Vào ngày 30 tây tháng 10, trang Gateway Pundit đưa tin rằng ông Tổng thống Umbala Joe Biden hôm thứ Ba vừa qua cũng đã đưa ra phát biểu xúc phạm đến những người ủng hộ Tổng thống Trump và gọi họ là thứ rác rưởi. Phát biểu này cũng đã gây ra làn sóng chỉ trích từ đảng Cộng hòa. Ông Biden nói vào hôm thứ Ba, "Thứ rác rưởi duy nhất tôi thấy đang trôi nổi ngoài kia là những người ủng hộ ông Trump." Tòa Bạch Ốc ngay lập tức cũng đã phản đối cách diễn giải đó về phát biểu của ông Joe Biden và lập luận rằng thay vào đó, ông mô tả ngôn ngữ phân biệt chủng tộc là rác rưởi, chứ không phải là những người ủng hộ Trump. Những người ủng hộ Tổng thống Trump cũng đã không giận dữ với lời phát biểu của ông Joe Biden, mà ngược lại họ còn cảm thấy tự hào chấp nhận lời lăng mạ của ông Joe Biden. Vâng, không biết quý vị nghĩ sao khi mà ông Joe Biden ông phát biểu là những người ủng hộ ông Trump là thứ rác rưởi. Lý do mà ông Joe Biden ông đưa ra cái lời phát biểu này đây là bởi vì trước đó buổi vận động tranh cử của Tổng thống Trump ở ngay tại Madison Square Garden, New York, quý vị, thì có một người là họ nói về hài kịch đó, thì họ cũng đã lên phát biểu và cái người đàn ông đó cũng đã phát biểu và nói về tình hình ở ngay tại Puerto Rico, là ở Puerto Rico là nó có rất là nhiều rác. Thì trong cái bài phát biểu diễn văn của ông đó thì ông là cái người đóng hài độc thoại á quý vị, cho nên là ông đã kèm những cái lời hài kịch và ông đã nói là những người Puerto Rico là rác rưởi, là khi mà họ trôi nổi, là ý là trôi nổi đến nước Mỹ này đây. Nhưng mà đó là cái lời của ông chứ không phải là phía của Tổng thống Trump. Mình đâu có cản được những người lên phát biểu đâu quý vị. Và phía của Cộng sản Dân chủ họ cũng đã vu khống là chiến dịch của Tổng thống Trump, những người bên đảng Cộng hòa là thóa mạ những người Puerto Rican. Thì ngay lập tức phía của ông Joe Biden thì ông phát biểu, ông đáp trả lại và ông nói rằng là cái thứ rác rưởi duy nhất mà tôi nhìn thấy là những người ủng hộ ông Trump. Nhưng mà phía của chúng ta thì mình không có phải là dễ dàng bị tim vỡ hả quý vị? Không có dễ mà bị cái feeling của mình nó bị tổn thương, cho nên là chúng ta ngay sau khi mà nghe ông Joe Biden nói mấy người là thứ rác rưởi, là ngay lập tức thì đã có những đoạn video và hình ảnh họ chia sẻ về những cái thùng rác di động và họ nói rằng là chúng tôi là những cái thùng rác di động đi bỏ phiếu cho ông Trump. Và đặc biệt hơn nữa đó là Tổng thống Trump ngày hôm nay ngài cũng đã đáp trả lại cái lời tuyên bố này đây của ông Joe Biden. Tổng thống Donald Trump ngay lập tức cũng đã đáp trả bằng cách đăng một đoạn video và tuyên bố: "Hello mọi người, đây là Donald Trump, 250 triệu người không phải là rác rưởi." Tổng thống Trump cũng đã ngồi vào một chiếc xe chở rác để chạy đến nơi diễn ra buổi vận động tranh cử tại tiểu bang Wisconsin. Vâng, quý vị nhìn thấy Tổng thống Trump ngầu không ạ? Khi mà nghe là bây giờ ông tấn công những người ủng hộ tôi hả, gọi họ là rác rưởi hả, tôi leo lên chiếc xe chở rác để mà tôi đi dọn rác ở ngay tại nước Mỹ này đây. Quý vị thấy hình ảnh Tổng thống Trump ngầu không ạ? Ngài hầu như làm bất cứ điều gì quý vị nó cũng rất là tự nhiên, và nó giống như với cái tấm lòng của Tổng thống Trump, là bởi vì khi mà gọi những người ủng hộ ngài là rác rưởi thì Tổng thống Trump là người đầu tiên lên tiếng để binh vực cho tất cả chúng ta đây. Không chỉ riêng một mình Tổng thống Trump đi ngồi lên trên một chiếc xe chở rác, mà cộng thêm nữa là ông Vivek Ramaswamy và một số những người đồng minh của Tổng thống Trump họ cũng làm những cái việc tương tự, là đi chở rác, dọn rác ở ngay
ngay tại nước Mỹ này đây, đó là thành phần Cộng sản Dân Chủ. Và một trong những thông tin khác nữa cũng rất là quan trọng ngày hôm nay, và đây là một chiến thắng lớn chúng ta mới vừa biết được cách đây vài giờ thôi, dành cho những người cử tri của đảng Cộng Hòa. Ngày 30 tháng 10, trang Gateway Pundit đưa tin, chiến dịch tranh cử của Tổng thống Trump cũng đã chiến thắng một vụ kiện lớn vào hôm thứ Tư để gia hạn thời gian bỏ phiếu sớm tại quận Bucks, tiểu bang Pennsylvania, sau khi cử tri của đảng Cộng Hòa bị từ chối bỏ phiếu. Đầu tuần này, dịch vụ bỏ phiếu khẩn cấp của quận Bucks cũng đã đóng cửa các văn phòng bỏ phiếu trực tiếp vào đầu ngày cuối cùng để yêu cầu cử tri bỏ phiếu qua thư. Cùng ngày thì chiến dịch tranh cử của Tổng thống Trump cũng đã đệ đơn kiện quận Bucks. Ngay sau đó thì cũng vào ngày thứ Tư, thẩm phán Jeffrey Trauger cho biết trong một lệnh dài một trang rằng những cử tri của quận Bucks muốn nộp đơn xin bỏ phiếu sớm qua thư hiện có thời gian đến ngày thứ Sáu lúc 5 giờ chiều, tức là cho thêm 3 ngày để đi bỏ phiếu sớm. Vâng, quý vị thấy hay không ạ? Vừa qua Xuân Nha gửi đến quý vị thông tin rằng là ở ngay tại quận Bucks, quý vị làm đến cái ngày cuối cùng đi bỏ phiếu sớm thì bỗng đâu tự nhiên cái nơi phòng bỏ phiếu, tất cả những phòng bỏ phiếu họ cho những người nhân viên bảo vệ rồi mặc áo rồi đủ thứ đi ra chặn cái hàng mà những người cử tri đang chờ đợi để vào bỏ phiếu, và nói với những người kia rằng là đi về đi và đi bỏ phiếu qua thư. Và giờ đây thì vị thẩm phán ở ngay tại đây đã lên tiếng và cho thêm 3 ngày nữa, cho nên quý vị nào ở ngay tại quận Bucks, tiểu bang Pennsylvania, quý vị có đến ngày thứ Sáu để đi bỏ phiếu sớm. Và như Xuân Nha có chia sẻ lý do chúng ta đi bỏ phiếu sớm, thứ nhất là để cái vấn đề kiểm toán đó, quý vị, nó nhanh hơn và dễ dàng hơn, và cộng thêm vào cái ngày bầu cử thì mình dành cho những ai mà không thể đi bỏ phiếu sớm, thì để cho cái đường chờ đợi, quý vị, cái dây hàng chờ đợi nó ngắn lại và mọi người có thể đi vào bỏ phiếu, thay vì là đông người quá thì nó sẽ xảy ra vấn đề trục trặc máy móc đủ thứ hết. Cho nên xin quý vị hãy cố gắng đi vận động nhiều hơn nữa. Và một thông tin vui khác nữa ngày hôm nay chiến thắng nhiều lắm quý vị, đó là việc ngày 30 tháng 10 trang Gateway Pundit đưa tin Tòa án tối cao Hoa Kỳ vào hôm thứ Tư cũng đã mở đường cho tiểu bang Virginia xóa tên 1.600 cá nhân không phải là công dân Hoa Kỳ khỏi danh sách cử tri trước ngày bầu cử. Lật ngược phán quyết trước đó của tòa án cấp dưới đã ngăn chặn nỗ lực này. Một thẩm phán liên bang cũng đã ra lệnh cho tiểu bang Virginia khôi phục hơn 1.600 cá nhân vào danh sách cử tri của tiểu bang vào tuần trước, chỉ vài tuần trước cuộc bầu cử. Quyết định này do thẩm phán tòa án quận Hoa Kỳ là Patricia Tolliver đưa ra, người do ông Joe Biden đề cử. Bổ nhiệm, làm dấy lên những lo ngại nghiêm trọng về tính toàn vẹn của cuộc bầu cử và khả năng gian lận cử tri ở tiểu bang Virginia. Bộ Tư pháp của ông Joe Biden ngay lập tức cũng đã khởi kiện thống đốc của tiểu bang Virginia là ông Youngkin và tuyên bố rằng các nỗ lực duy trì danh sách cử tri của Virginia bị cáo buộc đã vi phạm đạo luật ghi danh cử tri quốc gia. Điều này hạn chế các nỗ lực xóa tên có hệ thống trong vòng 90 ngày kể từ ngày bầu cử. Vâng, quý vị thấy ông ạ, giờ đây thì rõ ràng là phía của ông Joe Biden rất là mắc cười quý vị. Ông sử dụng bộ tư pháp của ông như là mấy người lính sai khiến vậy. Có nghĩa là sai đâu đánh đó. Đánh ông Trump thất bại rồi, vừa qua bao nhiêu cái bản kiện tụng, bản cáo trạng đủ thứ hết nhưng mà không thành công. Giờ đây thì tới cái ngày bầu cử gần kề đi tấn công những thống đốc tiểu bang, những cái tiểu bang mà xóa những người cử tri không có quốc tịch Mỹ nha quý vị. Đây là vấn đề bình thường, nếu không có quốc tịch thì làm sao có thể nằm trong danh sách cử tri. Vậy đó mà họ nói rằng là tước đi quyền ghi danh của cử tri. Trời, cái nước Mỹ bây giờ nó bị lật ngược đủ thứ hết trơn bởi cái đảng Dân Chủ này đây, rất là mắc cười quý vị. Họ giống như nhắm mắt mù lòa để mà họ chỉ mong làm sao mà chiến thắng bằng mọi giá mà thôi, mà không biết đâu là đúng sai hết trơn quý vị. Đi sai bộ tư pháp là kiện bên phía tiểu bang Virginia, tại vì loại ra khỏi loại 1.600 những người cử tri không phải là công dân Hoa Kỳ còn kiện lên tòa án tối cao nữa. Và cộng thêm nữa thì mới đây một thông tin gây sốc hơn nữa về vấn đề gian lận mà chúng ta đã ngăn chặn được nhờ vào cô con dâu của Tổng thống Trump. Vào ngày 30 tháng 10, trang Gateway Pundit đưa tin
Theo báo cáo cử tri vắng mặt hàng ngày mà FOIA, gọi là đạo luật tự do thông tin, thu thập được từ cuộc bầu cử ở tiểu bang Michigan, tiểu bang chiến địa quan trọng, vào ngày 28 tháng 10 vừa qua, tuyên bố rằng đã có 82.647 cử tri đã bỏ 208.075 phiếu bầu tại tiểu bang Michigan dựa trên thẻ ID cử tri của họ. Phát hiện này đã dẫn đến con số đáng kinh ngạc là 125.428 lá phiếu bị dư ra được bỏ bởi cùng một cử tri có mã số được nhận dạng, theo ghi nhận của cuộc bầu cử Michigan báo cáo. Vâng, quý vị thấy kinh khủng không ạ? Cái tiểu bang Michigan này đây, vừa qua Joe Biden cũng đã giành được chiến thắng và bây giờ họ lại lặp lại bổn cũ soạn lại hả quý vị? Cái chiêu trò này đây quý vị ơi, tại sao cái đảng này đây, bây giờ mình nói cái đảng mà gian lận thì quý vị biết ngay là cái đảng nào ở ngay tại đất nước Mỹ này. Không thể nào tin nổi rằng là một người cử tri nha quý vị đi bỏ hơn 125.428 lá phiếu dư. Trong khi tiểu bang Michigan bây giờ họ chỉ có 82.647 cử tri đi bầu thôi mà lấy đâu ra tới 208.000 lá phiếu. Quý vị thấy đó là những cái vấn đề kiểm toán như thế này đây. May mắn thay là cô con dâu của Tổng thống Trump và Ủy ban Quốc gia Đảng Cộng Hòa đang rất là sốt sắng và họ đã bắt gặp được cái vấn đề này đây. Nếu mà những tiểu bang mà đùng một cái mà cái số lượng cử tri nó xê xích hả quý vị, nó chênh lệch quá nhiều với lại cái số lượng phiếu bầu thì ngay lập tức là nó là cái red flag, cái cờ đỏ quý vị, là để mình điều tra liền luôn và mình có thể nhìn ra được, kiểm tra ra được người cử tri đó bỏ bao nhiêu lá phiếu. Thì đây là một điều Xuân Nha rất là tin tưởng cô con dâu của Tổng thống Trump là một công việc quá tuyệt vời luôn quý vị. Và cộng thêm nữa, hiện nay nếu quý vị muốn biết những thông tin bầu cử về vấn đề tình hình gian lận thay đổi đủ thứ hết thì quý vị có thể tải về trên điện thoại của mình cái ứng dụng X của ông tỷ phú Elon Musk. Tất cả những thông tin này đây Xuân Nha biết được và nhanh nhất đó là nhờ vào cái ứng dụng mạng xã hội của ông tỷ phú Elon Musk là X đó quý vị. Bởi vì đa số là những người dùng X hiện nay là những người bên đảng Cộng Hòa chúng ta và họ chia sẻ rất nhiều những thông tin liên quan đến cuộc bầu cử tổng thống 2024. Và Xuân Nha cũng sẽ cố gắng cập nhật thật là sớm nhất tình hình bầu cử ở ngay tại Hoa Kỳ vào ngày thứ ba ngày 5 tháng 11. Một Xuân Nha cũng sẽ livestream với tất cả quý vị ngày lẫn đêm luôn, là Xuân Nha sẽ bắt đầu livestream cả ngày luôn và tới ban đêm để chúng ta có thể biết được cái số lượng cử tri đã đi bầu cho Tổng thống Trump và ngài dẫn đầu bao nhiêu, những tiểu bang nào kêu tên của Tổng thống Trump trước tiên, thì tất cả chúng ta cũng sẽ cầu nguyện vào ngày bầu cử và cùng nhau theo dõi. Phần đó là bản tin sau cùng kết thúc cho chương trình Thời sự ngày hôm nay do Xuân Nha thực hiện. Xuân Nha xin chân thành cảm ơn rất nhiều sự theo dõi của tất cả quý ông bà, quý bác, quý cô chú, anh chị em. Xuân Nha kính chúc cho tất cả quý vị có một ngày mới bình an hạnh phúc, nhiều may mắn bên cạnh người thân và gia đình. Và quý vị ơi, tất cả chúng ta cũng không quên, xin quý vị cùng Xuân Nha tiếp tục hiệp thông, dâng lời cầu nguyện thật mạnh mẽ cho Tổng thống Trump. Cầu nguyện cho sức khỏe, cho sự bình an và cho gia đình của ngài. Cầu nguyện cho đất nước Hoa Kỳ. Cầu nguyện thật nhiều cho người dân Việt Nam thân yêu. Và cuối cùng là cầu nguyện hòa bình cho thế giới. Xin nhà cảm ơn quý vị nhiều lắm và mong rằng là tất cả chúng ta hãy cố gắng fight và vận động tranh cử cho Tổng thống Trump đi bỏ phiếu sớm nha quý vị ơi. Và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau. Xin kính chào, tạm biệt. Thưa quý vị, Tổng thống Trump năm nay đã thu hút được rất nhiều sự ủng hộ của những người theo đảng Dân Chủ, không chỉ là vì những chính sách của ông và họ đã nhìn ra được những cái tệ hại mà chính quyền Biden gây ra cho họ, mà còn vì có thể một số những cái trải nghiệm thực tế của họ khi mà họ tới coi những cái chương trình rally, những buổi tập họp của Tổng thống Trump và những người MAGA. Điều đó làm cho họ có những cái suy nghĩ rằng những người MAGA hay là cái đội của ông Trump không giống như những gì mà truyền thông đã rêu rao. Thậm chí ngay cả ông dân biểu Dean Phillips của đảng Dân Chủ, ông ta cũng còn phải nói là ông đi tới rally của Tổng thống Trump thì ông ta thấy là những người MAGA rất là dễ thương, rất là tốt bụng, tuyệt vời. Họ không giống như những gì mà truyền thông hay nói. Và cái văn hóa, trong cô phải gọi là cái văn hóa MAGA này, nó đã truyền tải được và thuyết phục được rất nhiều người. Trong đó có một người trong bản tin này, trong cô xin được gửi tới cho quý vị, của The Gateway Pundit, đó chính là một người là đại biểu của đảng Dân Chủ nha, đại biểu nha, delegate đàng hoàng nha.
đại biểu của đảng Dân Chủ là tới dự đại hội đảng đó, từ năm 2020 và 2024, đại diện cho tiểu bang Georgia, đã chính thức endorse Tổng thống Trump sau khi cô đã được khai trí bực mở mắt, mở lòng khi cô tới một cái buổi rally của Tổng thống Trump và trực tiếp nhìn thấy cái sự khác biệt. Bản tin cho biết với nội dung như sau. Cô Audrey McNeil, 22 tuổi, và quý vị có thể thấy ở trên cái hình của cô ấy là gì? Ex-DNC Delegate, tức là gì? Cựu đại biểu của đảng Dân Chủ. Và bây giờ cô ấy là một người cánh hữu bảo hiến nha. Đó, và có gì thì tôi từng được đắc cử là cái người đại biểu của đảng Dân Chủ toàn quốc năm 2024, là mới đây thôi nè. Đó, nhưng bây giờ tôi bỏ phiếu cho ông Trump và ông Vance. Cô ta từng được tham dự đại hội của đảng Dân Chủ toàn quốc vào năm 2020 và 2024, nay đã công khai endorse Tổng thống Trump. Điều này xảy ra sau khi cô đã tới tham dự một buổi rally ở thành phố Atlanta, tiểu bang nhà Georgia của mình. Cô McNeil, trong video do chính cô đăng tải, cô ấy đã chia sẻ cái sự endorsement của cô ấy trong một video có sức lan truyền mạnh. Cô ghi lại khoảnh khắc mà cô chuyển hướng chính trị sau nhiều năm là một người theo đảng Dân Chủ tận tụy. Cô cho biết nói rằng trong video là năm 2020, lúc đó tôi chỉ mới 18 tuổi và tôi đã được bầu lên để mà làm đại biểu tham dự đại hội của đảng Dân Chủ toàn quốc và tôi được đại diện cho khu vực của mình. Năm 2024 tôi lại được tái đắc cử làm đại biểu của đảng Dân Chủ toàn quốc. Nhưng mà năm nay tôi sẽ đi bỏ phiếu cho ông Donald Trump. Các bạn biết đấy, sau khi tôi được bầu vào làm đại biểu của đảng vào 3 tháng trước, trước cuộc tranh luận giữa khi tôi được bầu vào tháng 3, xin lỗi quý vị, vào tháng 3, trước trận tranh luận của ông Biden với ông Trump, tôi muốn tới với đại hội đảng Dân Chủ vì tôi muốn có những câu trả lời về các vấn đề về tự do ngôn luận, về biên giới và về nền kinh tế. Tuy nhiên, sau khi suy ngẫm về thời gian mà tôi đã làm việc tại đảng Dân Chủ toàn quốc, tôi nhận ra rằng đây không còn là cái đảng của tự do ngôn luận và các quyền tự do dân sự như là trước đây nữa rồi. Cô trích dẫn một câu nói nổi tiếng của một trong những vị quốc vụ là Patrick Henry. Cô nói rằng là quyền tự do của một dân tộc không bao giờ và sẽ không bao giờ được bảo đảm khi những cái giao dịch của những kẻ cai trị có thể bị che giấu khỏi người dân. Cô bày tỏ sự thất vọng của mình trước những gì mà cô mô tả là những cái giao dịch bị che giấu trong giới lãnh đạo của đảng Dân Chủ. Cô chỉ ra các quyết định được đưa ra mà không có sự minh bạch và trách nhiệm giải trình, đặc biệt với việc là bà Kamala đã được chọn làm ứng cử viên chính thức của đảng Dân Chủ mà không cần phải qua một quy trình bầu cử nào cả. Cô nói, và đối với những người cai trị thuộc giới tinh hoa của đảng Dân Chủ mà đưa bà Kamala lên làm ứng cử viên thông qua việc tước bỏ phiếu bầu của 14 triệu người Mỹ, bao gồm là cả các đại biểu mà được phân bổ cho các ứng cử viên từ lá phiếu của người dân như tôi đây, thì đó là một quyết định trong một giao dịch đã bị che giấu. Và bây giờ tôi vui mừng thông báo rằng tôi chính thức gia nhập đảng Cộng Hòa và tôi là một người cánh hữu bảo hiến. Đó là chia sẻ của cô McNeil. Cô ấy đã tới cái rally của Tổng thống, cô ta nhìn thấy những gì mà đảng Dân Chủ đã phản bội người dân và cô ta quyết định là gì? Đói, bỏ, mới đây thôi, hơn 2 tháng trước là một người đại biểu của đảng Dân Chủ tới dự đại hội đảng đàng hoàng luôn. Bây giờ cô bỏ, cô đi theo chánh nghĩa quốc gia thưa quý vị. Tuyệt vời ha, chúc mừng cho cô. Rồi ngoài ra còn có một người khác nữa thưa quý vị, đó chính là cô Evan Barker. Thì cô này trên cái thông tin của cô ấy là hiện tại cô ta là một người độc lập và cô ta từng là người đi gây quỹ cho các ứng cử viên đảng Dân Chủ. Và cái hình thì quý vị thấy cô ta chụp tại cái đại hội đảng Dân Chủ toàn quốc ha. Cô này là từng là một thực tập sinh trong tập bạch cung của ông Obama. Cô là một người Dân Chủ lâu năm, đã tham dự các đại hội đảng và đã bỏ phiếu cho ông Joe Biden vào năm 2020. Cô ta đã lên mạng xã hội để chỉ trích đảng Dân Chủ trong một video rất gay gắt. Cô nói rằng cái đảng này bây giờ đã lạc hậu theo chủ nghĩa tinh hoa và xa rời những cuộc đấu tranh thực sự của những người Mỹ bình dân. Cô đã dành phần lớn sự nghiệp của mình để làm việc trong các cái chương trình chính trị của phe cực tả. Cô đã ghi danh làm tình nguyện viên tại đại hội đảng Dân Chủ năm nay, với hy vọng rằng cô tìm thấy được một niềm tin mới nào đó vào đảng Dân Chủ. Tuy nhiên thay vào đó, cô nói rằng là mình thất vọng hơn bao giờ hết. Cô cho biết tại đại hội đảng Dân Chủ lần này, tôi cảm thấy như mình đang ở trong một tòa nhà với những người tinh hoa và lạc hậu nhất trên toàn thế giới.
Cảm giác giống như là chúng ta hãy tổ chức một bữa tiệc lớn với nhau và quên hết mọi vấn đề của chúng ta vì bầu không khí trông có vẻ quá tuyệt. Khi ở đó, tôi không cảm thấy bất kỳ những mối liên hệ nào với nước Mỹ thực sự hoặc là nơi tôi đã xuất thân. Đó là vùng trung tây của nước Mỹ, bao gồm Kansas City, Kansas và Missouri. Tôi cảm thấy không cảm thấy được bất kỳ một mối liên hệ nào với những người mà tôi biết hiện đang vật lộn để đi chợ hoặc là để trả tiền thuê nhà. Những người muốn biết cả hai ứng cử viên sẽ làm gì để tác động đáng kể tới sự thay đổi trong cuộc sống của họ. Cho nên quý vị thấy không? Đảng Dân Chủ càng ngày càng xa rời người dân, và rất nhiều người Dân Chủ họ đã bỏ và họ quyết định đi theo về đội của Tổng thống Trump, hoặc là trở thành một người Cộng hòa, hoặc là đi về ngâm MAGA hẳn luôn. Tại vì đây chính là cái công của Tổng thống Trump. Ông đã đem Đảng Dân Chủ trở về lại như là một đảng dân túy, một đảng rõ ràng là thuộc về người dân. Và những người Dân Chủ không phải ai người ta cũng dở hết. Khi mà người ta nhìn thấy được là người ta sẽ quay trở lại con đường đúng đắn thôi. Nhưng nhìn rằng mà cái người mà nổi tiếng nhất thì quý vị thấy đó là ai? Đó là ông Bobby Jr. Mặc dù bây giờ ông ta chưa phải là người Cộng hòa nha. Còn bà Tulsi Gabbard đó, bà là từ Dân Chủ, bà bỏ, bà thành người độc lập, và bây giờ bà chính thức là bà về lại đảng, đã về đảng Cộng hòa. Thưa quý vị còn nhớ cái câu hát mà về ông Bobby không? Đó. Ông Bobby bây giờ đã quyết theo ngài Trump, xin rung lui khỏi 10 chiến tuyến, giúp ông một tay. Khi người dân chủ xưa nhìn ra phe cực tà phá nước hại dân, sẽ quyết định sáng suốt để không đi bầu hộ cho bên tà giang. Và đó chính là những gì mà Trần Michael cũng được gửi tới cho quý vị trong chương trình tin tức hôm nay. Xin cảm ơn quý vị đã dành thời giờ lắng nghe, và xin hẹn lại quý vị trong các chương trình tiếp theo. Xin kính chào, tạm biệt. Quý vị tới với tấm bản đồ và sự cập nhật đến từ Viện Nghiên cứu Chiến tranh. Trong 24 giờ qua đã có những biến động được ghi nhận sau đây. Tổng thư ký của khối NATO, ông Mark Rutte, đã tuyên bố rằng các quan chức tình báo Đại Hàn đã chia sẻ bằng chứng với các quan chức NATO rằng các đơn vị của quân Bắc Hàn đang hoạt động ở tỉnh Kursk của Nga. Ukraine đã tiến hành các cuộc tấn công bằng thiết bị bay được điều khiển từ xa vào các nhà máy lưu trữ của Nga, được cho là để giảm năng lực về không quân của Nga. Tổng thống Nga Putin đã thừa nhận ngắn gọn về tình trạng thiếu hụt lao động của Nga, nhưng nhấn mạnh đến tỷ lệ thất nghiệp thấp của Nga trong nỗ lực định hình lại các thách thức này theo hướng có lợi, và tuyên bố rằng nền kinh tế Nga có thể duy trì cuộc chiến lâu dài tại Ukraine. Tòa án Hiến pháp của Moldova tuyên bố rằng họ sẽ xem xét lại kết quả của cuộc trưng cầu dân Ý về việc là xem xét gia nhập khối EU vào ngày 31 tháng 10. Và người về thứ ba trong vòng đầu tiên của cuộc bầu cử tổng thống của họ đã tuyên bố rằng ông sẽ không endorse cho một ứng cử viên nào trong trận chung kết. Xã hội dân sự của Georgia, phe đối lập và các quan sát viên bầu cử quốc tế tiếp tục bác bỏ kết quả bầu cử quốc hội của Georgia năm 2024, trong lúc có những cuộc biểu tình với quy mô lớn ở thủ đô Tbilisi. Quân Nga gần đây đã có bước tiến ít ở gần Kupiansk, ở phía đông nam Pokrovsk và ở phía tây nam thành phố Donetsk. Xin mời quý vị tới với những cập nhật về tình hình trên tấm bản đồ. Chúng ta có các vòng chiến tại các khu vực sau đây. Ở tỉnh Kharkiv, chúng ta có vòng chiến ở Vovchansk. Các vòng chiến được ghi nhận tại Kupiansk, Stemakhivka, ở Tosk, Svatov, Kremina, Sivetsk, ở Bakhmut, ở Toresk. Ở Bakhmut có vòng chiến tại Chasiv-Yar và Ryoryuka. Vòng chiến ở Pitnitsa là kế bên của Toresk. Vòng chiến ở Rodiovka, ở Ukrainsk. Có những nguồn tin của Nga cho biết vào ngày 28 là quân Nga có bước tiến ở phía đông của Novodmitrivka. Thức phim thực địa đăng ngày 28 cho thấy quân Nga có bước tiến ở trung tâm của Vyshnev. Vòng chiến tiếp tục được ghi nhận tại Avdiivka, Marinka, Vuleda. Những nguồn tin của Nga cho biết vào ngày 27 và 28 là quân Nga đã chiếm được Vyshnev. Thức phim thực địa đăng ngày 28 cho thấy quân Nga có bước tiến ở trung tâm Saktask. Vòng chiến tiếp tục được ghi nhận ở khu vực Novo-Ukrainka, kế bên Vuleda và ở Nova Kakhovka.
Đó là những cập nhật của Viện Cứu Chiến tranh về tình hình ở Ukraine. Và xin mời quý vị tới với những cập nhật về tình hình ở bên phía Do Thái. Các quan chức cấp cao của Do Thái tuyên bố rằng các cuộc tấn công đáp trả của Do Thái nhắm vào Ba Tư đã gây tổn hại nghiêm trọng cho năng lực không quân của Ba Tư. Điều này sẽ khiến Ba Tư dễ bị tổn thương hơn trước các cuộc tấn công khác trong tương lai. Năng lực sản xuất hạn chế của Nga đối với các hệ thống hỏa tiễn phòng không và nhu cầu của Nga đối với hệ thống này tại Ukraine có thể hạn chế khả năng của Ba Tư để mua các loại hỏa tiễn S-300 trong thời gian tới. Một số cuộc tấn công của quân Do Thái nhắm vào hệ thống S-300 của Ba Tư. Người đứng đầu cơ quan tình báo Do Thái Mossad là David Barnier đã gặp ông giám đốc của Cục Tình báo Trung ương Mỹ William Burns và Thủ tướng của Qatar Mohammed bin Abdulrahman Al Thani tại thủ đô Doha của Qatar để tiếp tục các cuộc đàm phán ngừng bắn và trao trả con tin. Bà Janet Yellen là Tổng trưởng Ngân khố của Hoa Kỳ và 7 người đồng cấp đến từ các nước khác đã cảnh báo Do Thái rằng quyết định không có trả tiền cho chính quyền Philippines của Do Thái có nguy cơ gây ra sụp đổ nền kinh tế ở tả ngạn sông Jordan, gây bất lợi cho lợi ích an ninh của Do Thái. Một ký giả của Yemen đưa tin rằng 5 chiến binh Houthi đã thiệt mạng ở miền nam Lebanon sau khi chiến đấu cùng Hezbollah. Điều này cho thấy là Houthi đã trà trộn vào trong Hezbollah. Đó là những cập nhật của Viện Cứu Chiến tranh về tình hình ở Do Thái và xin mời quý vị tới với một số những bản tin quốc tế khác. Về cái việc là quân Bắc Hàn bị cáo buộc là ở Nga, thì bây giờ chúng ta có thêm một số những thông tin đến từ bản tin của Private News cho biết. Đó chính là Bộ Quốc phòng của Mỹ đã xác nhận là Bắc Hàn gửi khoảng 10.000 quân tới Nga để huấn luyện và chiến đấu tại Ukraine trong vài tuần tới. Bức hình này là của Quintus Popaeus Silo, là trên mạng là cái hình của bà Sabrina Singh. Bà này là phát ngôn viên của Bộ Quốc phòng, cho biết là một số lính của Bắc Hàn đã tiến gần hơn tới Ukraine và được cho là đang tiến về khu vực biên giới tỉnh Kursk của Nga, nơi Nga đang phải chiến đấu để đẩy lùi cái sự xâm nhập của Ukraine. Ngoài ra, ông Tổng thư ký của NATO Mark Rutte, và đây là chương mục của ông Rutte luôn, video từ chương mục của ông ấy đã xác nhận các báo cáo tình báo gần đây của Ukraine rằng một số đơn vị quân đội Bắc Hàn đã có mặt tại khu vực tỉnh Kursk của Nga. Ông Rutte nói với các phóng viên tại thủ đô Brussels của Mỹ Quốc rằng việc khai triển quân của Bắc Hàn thể hiện sự leo thang đáng kể trong sự can dự của Bình Nhưỡng vào trong cuộc xung đột này và mở rộng cái sự nguy hiểm của cuộc chiến. Ông Bộ trưởng Quốc phòng của Mỹ Lloyd Austin và ông Ngoại trưởng Blinken sẽ gặp những người đồng cấp của Đại Hàn vào cuối tuần này ở thủ đô DC. Về phía của bà Singh và ông Austin, bà Singh cho biết ông Austin và Bộ trưởng Quốc phòng của Đại Hàn Kim Jong-un sẽ thảo luận về việc khai triển quân Bắc Hàn tới Ukraine. Bà Singh cho biết sẽ không có giới hạn nào đối với việc sử dụng vũ khí do Hoa Kỳ cung cấp nhắm vào các lực lượng đó. Ngoại trưởng của Nga Sergei Lavrov đã phớt lờ những bình luận của ông Rutte và lưu ý rằng Bình Nhưỡng và Mạc Tư Khoa đã ký một hiệp ước an ninh chung vào tháng 6 năm ngoái. Ông không xác nhận quân đội Bắc Hàn đang ở Nga. Ông Rutte sẽ sớm có cuộc nói chuyện với Tổng thống Đại Hàn và Bộ trưởng Quốc phòng của Ukraine. Ông nói chúng tôi đang tiếp tục theo dõi chặt chẽ tình hình, nhưng không trả lời thêm gì sau tuyên bố sẽ nói chuyện với Tổng thống và Bộ trưởng Quốc phòng của Ukraine. Tiếp theo là một bản tin của Private News về việc là nhóm quân Hezbollah có mở rộng phạm vi của mình ở Mỹ Latin. Và đây là video được đăng tải bởi bà Patricia Burrich. Bà này là người Bộ trưởng An ninh của Á Căn Đình, tức là Argentina đó, quốc gia mà chúng ta hay nhắc tên kể từ năm ngoái sau cái cuộc bầu cử tổng thống tuyệt vời và đã đưa ông Javier Milei lên làm tổng thống và ông Milei đã thay đổi đất nước đó. Trên mạng quý vị là bà Boric đó. Bà Boric đã tuyên bố rằng chính quyền của Á Căn Đình đã xác định được một người đàn ông Lebanon tên là Hussein Ahmad Karaki là thủ lãnh của Hezbollah với chi bộ tại Mỹ Latin. Bà Burrich đã tổ chức một cuộc họp báo trong đó bà mô tả Karaki là cái người giống như là bộ não và là người tuyển dụng của Hezbollah trong khu vực và cáo buộc y đã chỉ huy một số hoạt động ở Mỹ Latin, bao gồm cả việc tham gia vào hai cuộc tấn công khủng bố của Hezbollah nhằm vào các mục tiêu của Do Thái ở Argentina là Á Căn Đình đó, trong những năm 1990. Cáo buộc và thông tin này theo bà Burrich là kết quả của cuộc điều tra chung của Á Căn Đình, Ba Tây và Paraguay. Ba quốc gia này chia sẻ một khu vực được gọi là khu vực ba biên giới, nơi nhóm khủng bố Tây Sai của Ba Tư từ lâu được cho là vẫn duy trì sự hiện diện tại đây. Bà Burrich giải thích rằng Karaki đã hành động theo lệnh trực tiếp và không qua trung gian,
không có qua trung gian mà nhận lệnh trực tiếp từ Hassan Nasrallah, là lãnh đạo của Hezbollah mà đã bị Do Thái tiêu diệt hồi đầu tháng. Bà Burish tuyên bố rằng thông báo về danh tánh của Karaki có mức độ quan trọng ngang bằng với việc là Nasrallah bị tiêu diệt. Theo cuộc điều tra, Karaki được cho đang hiện là cư trú tại nơi sinh quán của mình là Lebanon. Do đó, chính quyền của Á Căn Đình sẽ yêu cầu cảnh sát quốc tế Interpol ban hành lệnh truy nã đỏ, một yêu cầu không ràng buộc đối với các thành viên của quốc gia thành viên Interpol để bắt giữ một người nào đó. Bà Burich giải thích rằng chính quyền của Á Căn Đình và Ba Tây đã phát hiện ra danh tánh của Karaki là thủ lãnh của Hezbollah ở Mỹ Latin vào tháng 11 năm ngoái thông qua một cuộc điều tra vẫn tiếp tục diễn ra được gọi là chiến dịch Trapiche. Cùng tháng đó, Ba Tây với sự giúp đỡ của tình báo Mossad của Do Thái đã bắt giữ hai cá nhân ở Sao Paulo liên quan tới Hezbollah bị cáo buộc âm mưu tấn công khủng bố vào các trung tâm cộng đồng Do Thái. Xin mời quý vị tới với bản tin tiếp theo về vấn đề của Đài Loan và Trung Quốc. Bản tin của Taiwan News cho biết đó là Bắc Kinh đã thông báo họ sẽ thực hiện những biện pháp đối phó sau khi Hoa Kỳ đã công bố thỏa thuận võ khí trị giá 2 tỷ Mỹ Kim với Đài Loan. Các bản tin cho biết là Hoa Kỳ đã chấp nhận bán các loại vũ khí trị giá 1,98 tỷ Mỹ Kim, bao gồm là hỏa tiễn địa đối không và hệ thống radar cho Đài Loan, đánh dấu thương vụ thứ 17 và là thương vụ lớn nhất dưới thời chính quyền Biden. Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết việc Hoa Kỳ bán vũ khí cho Đài Loan vi phạm nghiêm trọng nguyên tắc một Trung Quốc và ba thông cáo chung giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ. Họ cũng cho biết những vụ mua bán võ khí với Đài Loan sẽ làm suy yếu chủ quyền và lợi ích an ninh của Bắc Kinh, gây tổn hại tới mối quan hệ Trung Quốc-Hoa Kỳ cũng như là hòa bình ổn định trên eo biển Đài Loan và gửi một thông điệp sai lầm nghiêm trọng tới các lực lượng ly khai đòi độc lập cho Đài Loan. Bắc Kinh cũng tuyên bố rằng là họ lên án mạnh mẽ và kiên quyết phản đối việc này và tuyên bố đã gửi những công hàm phản đối rất là nghiêm khắc tới Washington. Họ cáo buộc Hoa Kỳ cố gắng kiềm chế Trung Quốc bằng cách ủng hộ nền độc lập của Đài Loan và tuyên bố điều này trái ngược với cam kết của Washington là không ủng hộ chủ quyền của Đài Loan và ổn định trong mối quan hệ Hoa Kỳ-Trung Quốc. Bắc Kinh yêu cầu Washington ngay lập tức ngừng cung cấp vũ khí cho Đài Loan và chấm dứt những hành động nguy hiểm phá hoại hòa bình và ổn định ở eo biển Đài Loan. Ngoài ra, họ còn cho biết là sẽ cam kết thực hiện các bước đối phó kiên quyết và thực hiện mọi biện pháp cần thiết khác để bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh và toàn vẹn lãnh thổ quốc gia. Bộ Ngoại giao Đài Loan thì đã cảm ơn Hoa Kỳ vì đã tiếp tục cung cấp vũ khí để bảo vệ Đài Loan và tôn trọng các cam kết an ninh theo quy định trong đạo luật quan hệ Đài Loan và 6 điều bảo đảm. Bộ Ngoại giao Đài Loan cho biết là việc Hoa Kỳ đã đồng ý bán vũ khí lần này phản ánh sự ủng hộ không ngừng nghỉ của họ đối với việc tăng cường khả năng phòng thủ và răn đe của Đài Loan, đồng thời thể hiện sự coi trọng cao độ của Hoa Kỳ đối với hòa bình và ổn định trên eo biển Đài Loan. Và bây giờ xin mời quý vị tới với một bản tin, đó chính là trọng điểm trong chương trình sáng nay, đó chính là Bill Gates, Tây tỷ phú, mà có góp phần vào cái việc quảng bá những cái mũi chủng ngừa trong thời đại dịch 19, hiện tại đang phải đối mặt với một lệnh đến từ tòa án của Hà Lan yêu cầu ông ta phải trình diện trong một vụ kiện. Bản tin của Just the News cho biết với nội dung như sau. Tòa án phía Bắc Hà Lan ở khu vực là Leeuwarden đã đưa ra phán quyết rằng Bill Gates phải ra tòa tại Hà Lan trong một vụ kiện về thương tích, tức là injury đó, vụ kiện về thương tích do các mũi chủng ngừa gây ra, vì ông ta bị cáo buộc là cố tình đánh lừa các nguyên đơn, những người có tên nhưng mà đã được tạm thời che lại trong vụ kiện theo một cách bất hợp pháp và dụ dỗ họ phải chủng ngừa đại dịch 19. Mà ông Bill Gates biết hoặc nên biết là những mũi chủng ngừa này không được coi là an toàn hay là hiệu quả. Ông phải chịu sự việc xét xử bởi cái pháp quyền của Hà Lan do ông bị đơn chính là Everhardus Hofra, chủ tịch hiệp hội kiểm soát bệnh truyền nhiễm ở Hà Lan, theo phán quyết của tòa án. Rồi ngoài ra là còn có một người khác, đó chính là ông CEO của hãng Pfizer, một trong những hãng có cái mũi chủng ngừa mà nổi tiếng nhất vào lúc đó luôn đó quý vị. Đó, đây là ông Albert Bulla. Cùng với Albert Bulla, họ dường như là những người duy nhất không phải người Hà Lan trong số 15 bị đơn, bao gồm cả 9 chánh phủ. Những người bị cáo buộc là thực hiện dự án đại dịch 19, sự tái lập vĩ đại, The Great Reset, dưới dạng một nhóm. Phán quyết
cho ông Bill Gates 2 tuần để trả hơn 1.400 euro chi phí pháp lý để phản đối quyền tài phán của tòa Hòa Lan đối với ông. Tòa sẽ nghe phản hồi của ông Bill Gates vào ngày 27 tháng 11, tức là 22 ngày sau cuộc bầu cử ở Mỹ. Quỹ Bill và Belinda Gates đã không trả lời Just the News khi được hỏi phản ứng như thế nào về phán quyết này. Bill Gates bị cáo buộc đã đưa ra một thông điệp video trên YouTube vào ngày 30 tháng 4 năm 2020 về cuộc chạy đua tìm kiếm mũi chủng ngừa đại dịch 19 và được giải thích một lần nữa vào ngày 3 tháng 12 trên NBC News, như được tìm thấy trong một đoạn video clip trên YouTube có tiêu đề trông giống như hầu hết các loại chủng ngừa sẽ thành công. Quỹ Bill và Melinda Gates có liên kết với Gavi, là liên minh chủng ngừa. Ban đầu là một liên minh toàn cầu về các mũi chủng ngừa và tiêm chủng và Diễn đàn Kinh tế Thế giới. Trong thời gian đó, sáng lập gia và chủ tịch của Diễn đàn Kinh tế Thế giới, ông Klaus Schwab, đã đồng sáng tác cái dự án là cuộc tái lập vĩ đại và đã mời bị đơn, một trong các bị đơn nữa là ông Mark Rutte. Bây giờ ông ta là tổng thư ký của khối NATO. Lúc đó ông ta là thủ tướng, đến cuộc họp thường niên năm 2021 và nói với ông rằng cái nền tảng sẽ là sự huy động chưa từng có của kế hoạch tái lập vĩ đại để định hình thế giới hậu đại dịch 19. Phán quyết nêu rõ rằng vì Hoa Kỳ và Hòa Lan không có cái hiệp ước xác định về quyền tài phán trong các vấn đề dân sự và thương mại, luật tài phán quốc tế chung về kiểm soát, cho nên là tòa án Hòa Lan có thẩm quyền với điều kiện và có mối liên hệ giữa các khiếu nại và đơn kiện chống lại các bị cáo khác nhau, khiến cho các lý do cấp bách có thể biện minh cho việc tiến hành tố tụng chung. Và luật lệ của tòa án công lý Âu Châu phán quyết các khiếu nại có liên quan nếu dựa trên cùng một tập hợp các dự kiện. Cho nên bây giờ là bây giờ là Bill Gates là được cái lệnh là phải ra tòa. Để coi ông ta có ra tòa hay không, hay là ông ta binh đường nào thưa quý vị. Bắt đầu là mà trong những quốc gia quý vị. Quý vị thấy không? Đổi đời đó. Đó là Hòa Lan đó. Họ là ngày xưa là ông Rutte là ông là thủ tướng đó, công cánh tả đó. Bây giờ đó, rồi sau đó là họ mới bỏ phiếu cho cái liên minh cánh hữu để mà nắm lại chính quyền đó. Nhưng mà là ông có cái khối của ông Wilders đó. Nhưng mà ông Wilders thì bây giờ chưa làm thủ tướng được, thì bây giờ vẫn là ở trong cái việc chia sẻ quyền lực, nhưng mà ít ra là đã lật lại từ cánh tả sang cánh hữu. Rồi bây giờ họ bắt đầu họ nhìn lại những cái vấn đề như là mũi chủng ngừa, rồi bắt đầu những kẻ nào tuyên truyền rồi lừa đảo dân chúng, dụ dỗ dân chúng này kia, thì sẽ được xem xét lại cái trách nhiệm của mình để phải trả lại cho nó đúng thưa quý vị.